Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm Sức khỏe cho mọi người trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý khán giả, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, kéo theo đó là gánh nặng bệnh tật cũng tăng cao. Sa sút trí tuệ là một trong những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, trong đó phổ biến nhất là bệnh Alzheimer. Thực tế, khi thấy người nhà, ba mẹ lớn tuổi có biểu hiện suy giảm trí nhớ, thì nhiều người cứ nghĩ đó là do lão hóa ở người già, chứ không nghĩ đó là một bệnh lý. Vậy thì làm thế nào để chẩn đoán sớm người bị sa sút trí tuệ? Bệnh có thể điều trị được hay không? Và làm sao có thể phòng ngừa cũng như làm chậm sự tiến triển của bệnh? Và để giúp cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về bệnh sa sút trí tuệ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh. Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quang, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Phương Dung, chào quý vị khán giả xem đài. Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung trao đổi, xin mời bác sĩ cũng như là quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Tám năm nay, chị Kha ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa lúc nào cũng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc người mẹ 85 tuổi bị bệnh Alzheimer, một bệnh lý phổ biến của hội chứng sa sút trí tuệ. Lúc đầu, bà chỉ thỉnh thoảng quên, vài năm sau bà quên nhiều hơn. Đến nay, quên hết người thân và không thể tự chăm sóc bản thân. Bà quên rồi, cái xong nhà cũng không để ý. Thế là hôm đó bà uống thuốc. Uống xong rồi bà lấy bà uống nữa. Là bắt đầu phát hiện ra là hôm sau cho đi khám. Lúc đầu thì uống thuốc cũng cải thiện. Thấy bà đỡ lắm. Là chỉ có năm ngoái, năm vừa rồi là bắt đầu hơi quên nhiều. Dần dần cũng quên. Mấy năm sau là dần dần quên á, rồi cái từ từ năm ngoái là quên nhiều, là từ còn từ hôm Tết này là không biết. Con cái như là không có nhận ra là con, mà nói là em đó. Tên thì không nhớ luôn. Trước đây nhiều người vẫn nghĩ người lớn tuổi bị sa sút trí tuệ là do lão hóa thông thường nên ít người thân quan tâm đưa đi thăm khám. Tuy nhiên, sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi không chỉ khiến cho người bệnh giảm khả năng ghi nhớ, mà còn khó khăn về ngôn ngữ, lâu ngày mất dần năng lực vận động, sinh hoạt, dễ chấn thương, ảo giác, gây mất an toàn cho người bệnh. Chính vì vậy, chứng sa sút trí tuệ không thể xem là bệnh tất yếu ở người già, mà cần được quan tâm, sớm nhận biết và điều trị để cải thiện tình trạng, giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là sa sút trí tuệ do bệnh Alzheimer gây ra. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự mà ekip chương trình vừa thực hiện về bệnh sa sút trí tuệ được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Thưa bác sĩ Quang, có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn sa sút trí tuệ là bệnh như thế nào và thường ở độ tuổi nào sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng của căn bệnh này ạ? Nói về cái căn bệnh sa sút trí tuệ, đây là một cái loại bệnh mà chúng ta thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi. Thường thì ở một cái lứa tuổi hay gặp là trên 65, và cái tỷ lệ bệnh nó sẽ tăng dần theo tuổi. Ví dụ như ở độ tuổi ngoài 60 đó, thì cái tỷ lệ theo cái nghiên cứu đâu đó khoảng cỡ 5% dân số ở cái người trên 60 tuổi mắc cái chứng bệnh sa sút trí tuệ. Tuy nhiên khi mà ở độ tuổi cao hơn, ngoài 80, thì cái con số nó tăng lên khá là nhiều. Có những cái thống kê có thể lên đến từ 20-40% ở cái người trên 80 tuổi có cái sa sút trí tuệ, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Và để hiểu rõ hơn cái căn bệnh này thì đây là một cái biểu hiện, nó gồm có 3 cái triệu chứng cơ bản. Đó là trước tiên đó là suy giảm nhận thức, tức là cái sự quên hoặc là những cái khó khăn trong cái việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết hoặc là nói, hoặc là quên những cái sự kiện phổ biến. Cái khía cạnh thứ hai đó là cái rối loạn về cái hành vi tâm thần, gồm có như là trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác. Ảo giác gồm có thể ảo thị, ảo thanh. Có những cái rối loạn hành vi, ví dụ như là bệnh nhân có thể có kích động, bồn chồn, lo lắng. Đó là những cái biểu hiện về tâm thần hành vi.
Và một cái điều nữa đó là những cái rối loạn đó nó gây ra cái gọi là ảnh hưởng đến cái hoạt động sống hàng ngày. Ví dụ như là cái khả năng tự chăm sóc, tự tắm rửa, ăn uống, vệ sinh, hoặc là những cái hoạt động sống hàng ngày nâng cao, ví dụ như là sử dụng điện thoại, sử dụng phương tiện công cộng, hoặc là nấu ăn, hoặc là quản lý gia đình, sử dụng tiền bạc, vân vân. Đó là ba cái triệu chứng chính trong cái chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ. Dạ vâng ạ, vừa rồi là những triệu chứng chính của bệnh sa sút trí tuệ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào sẽ dẫn đến căn bệnh này không ạ? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, và người ta sẽ xếp là bệnh cái nhóm do thoái hóa thần kinh, rồi cái nhóm do viêm nhiễm, một cái nhóm do mạch máu, và một cái nhóm nữa là nhóm nhóm chuyển hóa và độc chất, và cái nhóm cuối cùng là nhóm liên quan đến ung thư. Thì cái nhóm nhóm bệnh thoái hóa thần kinh đó, thì trong cái sa sút trí tuệ đó mình gặp cái bệnh Alzheimer là cái tỷ lệ mắc cao nhất, nhiều nhất. Kế đó là sa sút trí tuệ thể, người ta nó có cái tên thể Lê Quy, rồi sa sút trí tuệ do teo thì nhiều hệ thống hoặc liệt danh nhân tiến triển. Nó có rất nhiều bệnh thoái hóa thần kinh, và mỗi một cái sa sút trí tuệ đó nó có đặc điểm khác. Còn trong viêm nhiễm, ví dụ như mình gặp sẽ có những bệnh nhân bị HIV, giang mai, đó là một trong những cái nguyên nhân gây ra sa sút trí tuệ. Hoặc là những bệnh nhân có bị Blue Boot cũng là nguyên nhân. Và hiện bây giờ có một cái nhóm nổi bật, đó là sa sút trí tuệ do mạch máu, tức là có những bệnh nhân bị đột quỵ, sau đó bị sa sút trí tuệ đó. Bởi vì cái tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ bây giờ ngày càng tăng, và cái nhóm này bây giờ nó có thể sau này sẽ tăng thêm nữa. Một cái nhóm mà có thể điều trị được, ví dụ như là cái nhóm gọi là nhóm chuyển hóa độc chất đó, ví dụ như bệnh nhân bị suy giác cũng gây ra sa sút trí tuệ, người ta sẽ chậm chạp. Và khi mà mình chẩn đoán được bệnh nhân này là suy giác thì mình chỉ việc chữa cái bệnh suy giác, bệnh nhân có thể phục hồi trí nhớ. Hoặc là bệnh nhân thiếu cái vitamin B12 cũng ra gây ra sa sút trí tuệ, và cái bệnh này có thể chữa được. Nó không giống như là cái sa sút trí tuệ do thoái hóa, giống như là bệnh Alzheimer hoặc là những cái sa sút trí tuệ mà bệnh thoái hóa khác đó, thì gần như là mình không có làm chậm được cái diễn tiến của bệnh. Dạ vâng ạ. Thực tế thì trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không chỉ là những người lớn tuổi bị mắc căn bệnh này mà cả những người trẻ, những người ở độ tuổi trung niên cũng có nguy cơ mắc bệnh sa sút về trí tuệ. Vậy thì không biết là nguyên nhân nào là dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ? Cái tình trạng sa sút trí tuệ mình có thể gặp ở những cái nhóm tuổi nhỏ hơn trước đây. Cái lý do chính tôi nghĩ đó là cái yếu tố nguy cơ mạch máu đó, giống như là những cái bệnh tim mạch nói chung và bệnh đột quỵ nói riêng. Thì đột quỵ ngày càng trẻ hóa, thì trong nhóm đó nó có cái nhóm sa sút trí tuệ mạch máu, và cái nhóm này nó sẽ càng ngày càng trẻ hóa, có nghĩa là sẽ có nhiều người bệnh sa sút trí tuệ thể, cái thể mà sa sút trí tuệ mạch máu đó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Vì những cái lý do, ví dụ như là mình sẽ gặp bệnh nhân những cái bệnh chuyển hóa, ví dụ như là đái tháo đường gặp trẻ hơn, bệnh nhân tăng huyết áp trẻ hơn, những cái yếu tố không có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là thuốc lá, ví dụ như là sử dụng chất, và kể cả những cái giảm trí nhớ do kém tập trung, do cái lối sống xã hội căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên á, là có những cái mà có những người trẻ người ta than phiền đến với phòng khám, đến với bác sĩ đó, họ than phiền là họ giảm trí nhớ. Tuy nhiên là cũng có những bệnh nhân thực sự họ không phải là cái căn bệnh sa sút trí tuệ, mà chỉ là những cái quên lành tính thôi. Ví dụ như họ chủ yếu là họ kém tập trung, họ không tập trung được thì họ thường, thì ví dụ như mình nói là quên thì phải có nhớ thì mới quên, mà bây giờ cái phần mà ghi lại mình chưa ghi vô được thì mình không thể nhớ. Cho nên việc chẩn đoán sa sút trí tuệ cần có cái khám chuyên khoa và có những cái bài test cũng như là cái sàng lọc để có thể chẩn đoán bệnh sớm.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, người bệnh khi mà sa sút trí tuệ sẽ có những biểu hiện như thế nào để người nhà có thể sớm nhận biết và sớm để đưa bệnh nhân đi thăm khám? Thường thì có những cái than phiền, có thể là chính cái người bệnh họ than phiền, hoặc là cái người nhà hoặc là người thân họ sẽ nhìn thấy cái người thân của mình hoặc là bản thân của mình thấy có những cái vấn đề về sức khỏe, đặc biệt đó là những cái vấn đề về nhớ. Ví dụ như giống như tôi nói hồi nãy đó, cái rối loạn đầu tiên đó là những cái rối loạn về cảm nhận, tức là bệnh nhân có thể quên, có thể giảm những cái giao tiếp bằng ngôn ngữ viết hoặc nói, hoặc là quên đi những cái sự kiện quan trọng, hoặc là cái định hướng không gian thời gian nó không còn đúng nữa. Thì ở cái giai đoạn đầu á, thường thì là mình sẽ thấy bệnh nhân quên, ví dụ như là ở những cái sinh hoạt hàng ngày, có thể là bây giờ nấu ăn thì quên tắt bếp hay bị cháy nồi, hoặc là nhiều khi cắm nồi cơm thì không có cắm điện, tới chừng tới bữa ăn thì mở ra là chưa có cơm chín để ăn. Hoặc là ví dụ như bệnh nhân đi ngoài chợ, có những cái than phiền ra ngoài chợ mua đồ thì ra tới đó cũng không nhớ là mua gì, rồi có khi mua xong rồi thì cũng không nhớ để mang về. Cũng có những bệnh nhân là đi mua xong rồi không có mang cái gì về. Hoặc là những cái bệnh nhân trẻ khác, ví dụ như là người ta còn có những cái lao động đó, thì họ có thể không có điều hành được cái công việc nữa, họ không có sắp xếp được cái công việc nữa. Đó là những cái dấu hiệu. Tiếp theo là ví dụ như người bệnh có thể có những cái rối loạn về tâm thần và hành vi. Ví dụ như cái hành vi lặp lại, có một cái cứ đi ra đi vào bồn chồn, hoặc là tự nhiên giờ ít nói hơn, hoặc là lo lắng nhiều hơn, hoặc là có những cái hoang tưởng, có những cái ảo giác. Và cái điều quan trọng là những cái điều đó nó gây ra những cái hoạt động sống hàng ngày ảnh hưởng. Ví dụ như đối với công việc của mình nó có vẻ không được như trước nữa rồi. Cái việc điều hành sắp xếp công việc, cái hiệu quả cái lao động nó cũng không được như trước. Hoặc là ở cái mức nặng hơn là ảnh hưởng đến cái chăm sóc, cái hoạt động sống hàng ngày thôi. Ví dụ như những cái điều cơ bản nhất đó là tắm rửa, vệ sinh, tiểu tiện vẫn không làm được. Hoặc là ví dụ như cái người bệnh đó bây giờ, hồi trước đó họ sẽ thường thì sẽ có những cái bệnh đồng mắt, chứ không phải là cái người bệnh Alzheimer họ chỉ bệnh Alzheimer hoặc là sa sút trí tuệ không. Họ có thể bị tăng huyết áp, bị đái tháo đường, họ có những cái bệnh khớp, bị gì đó. Và trước đây thì họ sẽ tự uống thuốc, và bây giờ họ không có uống thuốc được. Có thể họ uống lặp lại, có khi uống nhiều, uống rồi quên uống tiếp. Nên là có thể là người nhà phát hiện, người thân phát hiện, hoặc bản thân họ cảm thấy. Và họ sẽ đưa những người bệnh đó sẽ đến bệnh viện, đến cái chuyên khoa thần kinh và khám chuyên về gọi là cái phòng khám trí nhớ. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ Quang, thông thường thì để dựa vào đâu bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác người đó đang bị mắc căn bệnh là sa sút về trí tuệ ạ? Thì nó sẽ có, khi mà mình tiếp cận một bệnh nhân có những cái vấn đề về trí nhớ, có vấn đề như về nhận thức đó, thì sẽ có những cái bài test. Có cái test đơn giản nhất mình mất khoảng cỡ từ 2 đến 4 phút thôi. Thì cái test đó giống như cái test sàng lọc, nó đơn giản dễ làm. Đó là mình có thể mình cái làm cái test này thì bắt buộc là ở một cái phòng yên tĩnh, chứ không có giống như một cái phòng khám bình thường. Bắt buộc người bệnh phải tập trung, chứ không mà ồn ào có những cái việc sao lãng họ không tập trung được thì cái test của mình nó sẽ bị sai lệch. Cái điều đầu tiên đó là cái phòng phải yên tĩnh để cái người bệnh họ làm test. Thì cái test đơn giản nhất mình làm đó là mini cốc, tức là mình sẽ nói cho người bệnh ba cái từ để họ nhớ, ví dụ như con mèo, cây lúa, đồng xu, ví dụ vậy. Rồi xong rồi mình yêu cầu họ vẽ một cái đồng hồ. Cái đồng hồ đó thì gồm có 12 số, rồi có kim dài, kim ngắn. Và mình sẽ yêu cầu họ vẽ một cái giờ nào đó, ví dụ như là 2 giờ 45 phút chẳng hạn. Rồi, sau khi họ vẽ xong, thì mình sẽ yêu cầu họ nhớ lại ba cái từ hồi nãy mà mình nhắc. Xem coi họ có nhớ hay không. Ví dụ như họ không nhớ từ nào hết, thì cái này khả năng cao là sa sút trí tuệ rồi. Tình huống là họ nhớ đủ hết ba từ, thì cái này không phải rồi. Còn họ nhớ từ 1 đến 2 từ,
Thì mình lúc đó mình sẽ xét cái đồng hồ, xem cái họ vẽ cái đồng hồ như thế nào. Có những người mình kêu vẽ cái đồng hồ là vẽ cái vòng tròn, có khi vòng tròn cũng không có đóng kín luôn. Rồi cái số thì nó lộn xộn, nó không theo thứ tự. Rồi kim ngắn kim dài thì tùy theo mình đánh giá. Ví dụ như bây giờ là nếu mà nhớ một hai từ đó mà vẽ cái đồng hồ mà thấy không có đạt yêu cầu đó, thì cái nghề này cũng khả năng cao là sản xuất trí tuệ rồi. Còn nếu nhớ một hai từ mà vẽ đồng hồ chuẩn xác thì khả năng không phải sản xuất trí tuệ. Đó là cái test sàng lọc. Rồi sau đó nó sẽ có những cái test chuyên sâu hơn, ví dụ như là test MMSE rồi test MoCA. Thì mỗi một cái test nó sẽ có những cái đánh giá khác nhau, những cái lượng giá về những cái mức độ nhận thức khác nhau. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, khi mà được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ thì hướng xử trí và điều trị cho bệnh nhân sẽ được các bác sĩ mình thực hiện như thế nào ạ? Một bệnh nhân đến khám vì cái vấn đề về trí nhớ, về nhận thức, về sa sút trí tuệ đó, thì đầu tiên là giống nãy nói ha, mình sẽ làm những cái test và mình đánh giá bệnh nhân này có vấn đề. Và một trong những cái mà mình bắt buộc phải làm đó là những cái cận lâm sàng để hỗ trợ. Trong đó nó gồm có những cái cận lâm sàng về hệ lãnh học, cũng như là những cái xét nghiệm cơ bản. Tất cả những bệnh nhân phải có xét nghiệm cơ bản, ví dụ như là đường huyết, ví dụ như là tế bào máu. Và một trong những cái đó là mình xét nghiệm coi cái bệnh nhân nó có bị suy giáp hay không. Một trong những cái bệnh sa sút trí tuệ mà có thể chữa được đó là suy giáp nè. Hoặc là bệnh nhân thiếu vitamin B12, mình xét nghiệm thiếu vitamin B12. Mình sẽ điều trị bổ sung vitamin B12 thì cái trí nhớ sẽ hồi phục. Xét nghiệm hình ảnh học mà đặc biệt là MRI để có thể loại trừ được những cái tổn thương cấu trúc của não. Ví dụ như bây giờ mình chụp một cái phim MRI, mình thấy hình ảnh học đó là những cái tổn thương của cái kiểu mạch máu, tức là kiểu đột quỵ, kiểu nhồi máu, hay là những cái tổn thương do teo vỏ não, teo thùy thái dương, hoặc là có những cái tổn thương thân não, nó có những cái bệnh điển hình, thì lúc đó bác sĩ sẽ có cái định hướng cái sa sút trí tuệ này là thuộc kiểu gì và sẽ có những cái điều trị phù hợp. Ví dụ như bây giờ mình chụp mà có những bệnh nhân tới tự nhiên chậm chạp, chụp CT cái phát hiện ra cái máu tụ ngoài màng cứng, cái đó cũng vẫn gặp ở phòng khám. Hoặc là chụp ra cái thấy khối u, thì đó là những cái nguyên nhân nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ cái máu tụ đó bắt buộc phải phẫu thuật thì cái có thể trí nhớ sẽ hồi phục. Còn ví dụ như bây giờ chụp ra phát hiện cái u thì tùy theo kích thước khối u như thế nào, thì lúc đó những cái bác sĩ chuyên khoa, mình phối hợp bác sĩ chuyên khoa khác để giải quyết cái vấn đề của bệnh nhân. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những câu trả lời của mình. Tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng xem qua một phóng sự ngắn ngay sau đây. Tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các bệnh nhân bị sa sút trí tuệ đều được lượng giá nhận thức, tập luyện giúp cải thiện trí nhớ. Đối với từng bệnh nhân ở các mức độ sa sút trí tuệ khác nhau, các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn các bài tập chuyên biệt, các bài tập giúp nhận biết màu sắc, đồ vật như thế này. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng đã góp phần giúp cho bệnh nhân gợi nhớ nhiều ký ức. Bệnh nhân nam 66 tuổi bị sa sút trí tuệ sau một cơn đột quỵ xuất huyết não. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện 2 tháng nay, ngoài việc đi lại được, ông đã lấy lại được sự tập trung và trí nhớ cũng phục hồi. Không có. Và bây giờ là tập cái não để cho nó trí nhớ phục hồi. Chứ quên hết à. Mới đầu chú không biết làm toán trừ lớp 1. Không biết làm toán cộng. Rồi vẽ cái đồng hồ không vẽ được. Mà những cái đó là mình đã chạy, chú cũng học 12/12 mà sao không biết được, không vẽ được, tức cười lắm. Y tá dạy, bây giờ là viết được rồi, làm được toán trừ, toán cộng rồi, rất là tốt. Đối với những bệnh nhân mà sa sút trí tuệ sau tai biến mạch máu não á, thì chúng tôi sẽ có những bài tập chuyên biệt khoảng 30 phút cho một bệnh nhân. Và trước tiên khi bệnh nhân đến, chúng tôi sẽ lượng giá có mức độ mà sa sút trí tuệ của bệnh nhân ở cái mức độ nào, và chúng tôi sẽ có những bài tập chuyên biệt. Sau 2 tuần chúng tôi sẽ lượng giá lại để coi tình trạng mà tiến triển của bệnh nhân như thế nào. Thì các bài tập nó sẽ gồm bài tập về sự chú ý và bài tập về trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Riêng đối với những trường hợp mà sa sút trí tuệ trong di chứng tai biến mạch máu não thì là
Nếu mà bệnh nhân được phát hiện sớm và có vấn đề về sa sút trí tuệ, khi chúng tôi can thiệp từ thời gian đầu thì khoảng 3 tháng, trung bình khoảng 3 tháng thì bệnh nhân có thể cải thiện về cái vấn đề sa sút trí tuệ, về trí nhớ cũng như là về sự tập trung. Nhiều người sau khi trải qua cơn đột quỵ lại bị sa sút trí tuệ do mạch máu não bị tổn thương và mất dần chức năng. Do đó, các bệnh nhân sau khi tai biến mạch máu não có vấn đề về sa sút trí tuệ thì nên tập vật lý trị liệu sớm để có thể can thiệp bằng các bài tập giúp lấy lại trí nhớ cũng như sự tập trung. Dạ vâng, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, người bị sa sút trí tuệ ngoài việc điều trị bằng thuốc, nếu mà sớm được kết hợp các bài tập luyện tập trí nhớ sẽ đem lại hiệu quả trong việc điều trị bệnh ra sao ạ? Trong điều trị sa sút trí tuệ đó thì ngoài cái chuyện mà phải dùng thuốc á, vì thuốc á nó sẽ giúp cho những cái hoạt động sống hàng ngày nó chức năng cải thiện hơn, cũng như là những cái điều chỉnh những cái rối loạn hành vi. Tuy nhiên nếu như mà mình chỉ có sử dụng thuốc đó thì cái hiệu quả nó sẽ không có được hoàn hảo, giống như là phải phối hợp với những cái tập luyện nhận thức. Thì tùy theo cái mức độ sa sút trí tuệ, ở mức độ nhẹ, trung bình hoặc là nặng, hoặc là tùy theo cái thể bệnh của cái người bệnh sa sút trí tuệ, mà cái kỹ thuật viên cũng như là bác sĩ đó sẽ có những cái bài tập khác nhau trên từng cái đối tượng bệnh nhân. Và cái việc phối hợp này á, nó sẽ giúp cho cái việc điều trị sẽ hiệu quả hơn. Dạ vâng ạ, trong số các bệnh lý về sa sút trí tuệ thì bệnh Alzheimer là loại bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất. Nhiều người quan niệm rằng là bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi, khi già thường bị lẫn nên không cần phải điều trị cũng như là không thể điều trị được. Thì bác sĩ có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Việc mà cái suy nghĩ là cái bệnh Alzheimer cũng như là cái bệnh mà sa sút trí tuệ đó là do cái tuổi già thì cái lú lẫn, trước đây cái quan niệm cái bạc thật sự là cái bệnh này trước đây cũng ít được quan tâm. Và thậm chí là những cái thuốc mà chữa sa sút trí tuệ nó cũng có ở thời gian gần đây thôi, trước đó cũng không có. Cho nên là cái việc mà cái quan tâm đến cái vấn đề trí nhớ thì cái quan niệm mà là cái già rồi thì phải lẫn cái bệnh đó, giống như là họ nghĩ là cái chuyện đương nhiên thôi. Điều này thấy nó quan niệm này là không đúng. Tại vì mình cũng thấy là những cái người ta vẫn già đó, nhưng mà người ta vẫn minh mẫn đến cuối đời. Cũng có những người thì người ta cũng chưa là quá già đâu, khoảng chừng 70 thôi, 80, 70, 7 mấy thôi là cũng đã quên nhiều, thậm chí là ở mức độ nặng luôn, không thể tự chăm sóc được cho mình. Thì việc cái việc mà phát hiện để điều trị đó, nó sẽ giúp cho người bệnh cũng như người nhà đỡ phải chăm sóc. Thí dụ như là khi mà mình can thiệp bằng thuốc cũng như là can thiệp bằng cái chế độ không dùng thuốc, đó là tập trí nhớ đó, thì sẽ giúp cho người bệnh trong những cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là những cái rối loạn hành vi. Khi mà mình có một người bệnh sa sút trí tuệ cũng như Alzheimer mà ở cái giai đoạn trung bình nặng đó, là mình sẽ thấy cái người chăm sóc rất cực. Bởi vì cái người bệnh đó họ không tự chăm sóc được cái chuyện, ví dụ như họ có thể đi lạc. Họ đi ngoài đường, họ không nhớ đường về và họ đi lạc. Và có những cái nguy hiểm cho bản thân cái người bệnh. Rồi ví dụ như họ không có nhớ được cái nhà vệ sinh ở đâu, và họ có thể đi vệ sinh ở bất cứ đâu trong nhà. Và có những cái rối loạn về tâm thần hành vi, họ có những cái hoang tưởng, và họ có những cái có thể là gây ra nguy hiểm cho bản thân cũng như cho người nhà. Cho nên việc điều trị cái bệnh sa sút trí tuệ nó cũng sẽ giúp cho bản thân người bệnh cũng như là người nhà cái chuyện chăm sóc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cũng có thể nói là cái bệnh sa sút trí tuệ đó nó cũng có thể gây ra tử vong nữa. Tại vì cái người mà ở người ta thấy rằng ở giai đoạn mà nặng đó thì cái bệnh nhân sa sút trí tuệ đó họ sẽ chết, họ sẽ tử vong vì những cái bệnh liên quan, ví dụ như là viêm phổi nè, hoặc là có thể là họ bị chấn thương té ngã, đặc biệt là những cái gãy cổ xương đùi, hoặc là ví dụ như khi mà ở giai đoạn nặng rồi nằm tại giường thì sẽ liên quan đến cái chuyện là loét, nhiễm trùng, vân vân.
Dạ vâng ạ, theo bác sĩ thì những ai ở độ tuổi nào và những dấu hiệu ban đầu ra sao thì mình cần phải đi tầm soát sớm bệnh sa sút trí tuệ? Thật ra thì ở bất kỳ lứa tuổi nào, khi mà đã có những cái dấu hiệu về suy giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức thì đều nên được khuyến cáo đi khám. Và cái bác sĩ khám sẽ nhận định được đâu là cái vấn đề cần phải can thiệp, đâu là cái vấn đề chỉ là theo dõi, và đâu là những cái quên lành tính thôi. Những cái rối loạn về lo âu, rối loạn về trầm cảm, nó cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, là cái người bệnh lo âu, trầm cảm đó họ không có tập trung được. Và cái than phiền của họ có khi là họ nói họ không nhớ gì hết. Họ làm việc bây giờ nó giảm cái năng suất rồi. Thì đối với những cái đối tượng trẻ đó, ví dụ như là 40, 50 đó, thì thường cái tỷ lệ sa sút trí tuệ nó ít lắm. Đương nhiên nó vẫn có, ví dụ như là những cái bệnh thoái hóa đó, giống như tôi nói lại là những cái bệnh như là sa sút trí tuệ lễ lê quy, hoặc là sa sút trí tuệ liệt tiên nhân tiến triển, hoặc là cái thể teo đa hệ thống đó. Những có những cái bệnh thoái hóa, cái tỷ lệ đó thì hiếm thôi, hiếm gặp. Thì nó vẫn có những cái người sa sút trí tuệ ở cái người trẻ đó. Còn mà cái đối tượng trẻ mà mình hay gặp đó là những cái kém tập trung chú ý là nhiều. Tất cả các độ tuổi đều cần phải khám để mình có thể nhận diện được đâu là trường hợp cần phải can thiệp, đâu là trường hợp là theo dõi. Dạ vâng ạ. Và qua chương trình ngày hôm nay thì không biết bác sĩ có lời khuyên gì đến người dân làm sao để có thể hạn chế mắc bệnh sa sút trí tuệ, và có cách nào để có thể làm chậm cái sự tiến triển của căn bệnh này không ạ? Lời khuyên đó là có những cái yếu tố mình có thể thay đổi được. Ví dụ như là người ta thấy rằng cái bệnh sa sút trí tuệ đó sẽ huyết áp, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, đó là những cái yếu tố nguy cơ tim mạch, thừa cân, ít vận động, cái chế độ ăn nhiều cái thực phẩm như là fast food, thì đó là những cái thức ăn, những cái điều bất lợi cho cái căn bệnh, những cái bệnh tim mạch nói, bệnh mạch máu nói chung cũng như là bệnh sa sút trí tuệ. Thì lời khuyên đó là gì? Mình có những cái bệnh đó mình phải kiểm soát tất cả những yếu tố nguy cơ. Bởi vì cái yếu tố nguy cơ mạch máu nó sẽ làm tăng cái bệnh đột quỵ, và điều đó nó cũng thể làm gia tăng cái bệnh sa sút trí tuệ. Thì việc mà mình điều chỉnh những cái căn bệnh, mình kiểm soát yếu tố nguy cơ đó, điều chỉnh cái những cái hành vi, những cái gọi là lối sống, ví dụ như là có thuốc lá thì bỏ thuốc lá, hạn chế cái lượng bia rượu tiêu thụ hàng ngày, và có cái thể dục hàng ngày là điều quan trọng, cũng có thể giúp cho người bệnh giảm cái người ta cũng có những cái nghiên cứu đó, có những cái tập thể dục thường xuyên 30 phút mỗi ngày nó cũng làm giảm cái tỷ lệ sa sút trí tuệ. Và cái chế độ ăn thì người ta khuyên là chế độ ăn nhiều rau xanh, những cái thực phẩm nhiều rau xanh, hạn chế những cái thức ăn dầu mỡ, những cái thức ăn chiên xào, những cái điều đó nó cũng góp phần hạn chế cái căn bệnh này. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay và những chia sẻ rất hữu ích về căn bệnh sa sút trí tuệ. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.